Đúng rồi, tên Nam Hoàng đấy mọi người. 139k đây. Mọi người không nghe, mọi người không nghe nhầm đâu. Giá một hộp này sẽ là 139k, 221k. Này sẽ là 139k, 221k. Hôm nay chỉ còn là 139k thôi. 159. Anh cho em biết là giá hiện tại của máy cạo râu này đang là bao nhiêu? 136k. Ôi giời ơi, 129k này. Cua tí này em sẽ lên nhá. Đang xin bên chị Hằng bán cua rồi. Hôm nay cua công ty Hoàng Tiến bán là miền Nam, Sài Gòn là miền Nam, bởi vì là ở các tỉnh ở phía Bắc thì hiện tại đang bị báo nên là không ship được. 126, 123, 136, 139, 159, 139k. Em chốt nhá, 139k này. Đấy, đúng không ạ? Test máy cạo râu đi, ok nha, để em test nha. Khi mua cái sản phẩm, khi mọi người đặt trên livestream này thì shipper sẽ giao cho cả nhà là sẽ đây, nguyên y nguyên như cái này luôn, hình ảnh này luôn, không là mang tính chất minh họa đấy cả nhà nhé. Đây, sản phẩm đến tay của người tiêu dùng, của các khách hàng này. Ở đâu nhỉ? Đấy, đây như cả nhà nhé. Để em tiếp thì mình phải như thế này trong chuyên nghiệp đấy. Đã mua 139, đúng rồi. Bây giờ là có rất nhiều anh chị là muốn mua cái sản phẩm máy cạo râu này. Đây ạ, đây ạ, đây ạ, đây. Đây nha. Ô, chết ơi. Cái có một bàn bàn chải để mà vệ sinh nữa. Mà ở đây này. Đấy, đây. Để xem có những gì nào. Đây, khi mua sản phẩm là mở cái dây sạc đây, sạc đấy cả nhà nhá. Đây, sạc là sạc tai si. Đây, mọi người cắm ở đây nhá, mọi người sạc nhá. Còn cái này là rất cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đây, cực kỳ là dễ sử dụng luôn nha cả nhà nhá. Đây ạ, mọi người chỉ cần ấn cái nút nguồn này này. Đây, đấy, nó xanh xanh nhá. Khi nào mà màu đỏ đỏ ấy, thì màu đỏ là hết pin. Còn màu xanh là pin đang ở đây. Đấy. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn cả nhà, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Giá 221k hôm nay chỉ còn là 139k thôi. 139k thôi mọi người nhá. Cái này là chống test được nước lên cả nhà nhá. Test được nước luôn. Nhiều anh chị hoặc là nhiều anh để cái máy này ở số bồn rửa mặt ấy. Nhiều khi các cháu nhỏ không biết thì nhiều khi các cháu làm rơi vung tung tung hay là kiểu nghịch để cái này ở trong ở nước nhá, mọi người sợ bị hỏng hư nhá. Không. Đấy, sản phẩm này sẽ chống được nước nhá cả nhà nhá. Để em test thử cho mọi người nhá. Để em thử test thử cho cả nhà mọi người chịu một tí. Đây ạ. 132k. Đây, đây nhá, để em test thử cho cả nhà nhá. Đây này, đây này. Nước đầy quá, chậm tí. Đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đấy. Mọi người có thấy không? Cái tiếng của nó là cực kỳ êm luôn, không ồn ào gì cả. Không ồn ào, nó còn nhẹ này, còn rất là nhỏ này, dễ dàng là cầm đi này, đi làm hay là đi đâu cũng được này, rất là cầm dễ luôn. Đấy, tí nhá. Thoải mái luôn. Ngâm nước thoải mái luôn mọi người. 139k thôi mọi người. Quá rẻ luôn, cảm ơn Nhật Lê nhá. Đây, đấy, test các kiểu con nào điều luôn. Tốt không mọi người, có tốt đúng không ạ? Đấy, cực kỳ tốt luôn và cực kỳ là dễ sử dụng, tiện lợi, cầm đi đâu đi làm đều được. Trong tí nhá. Đây, để em chỉ cho mọi người cách sửa cách vệ sinh. Đây, cách vệ sinh nha mọi người nhá. Đây, mọi người chỉ cần ui. Ướt tay thế nhỉ? Đây ạ. Cách vệ sinh máy như thế nào đây này? Trên này là nó có đầu này. Đây. Đấy mọi người, lúc mà mọi người cào xong nhá,
Mọi người mở tháo này đâu em. Đây ạ, nó sẽ có một cái lưới dao này. Mọi người đặc điểm của cái máy cào rốc này nhá, mọi người tức là cào càng nhiều thì cái lưới dao này nó càng sắc. Đấy, cái điểm đặc biệt ở cái máy dao cào rốc của hãng Konica này là mọi người cào càng nhiều thì cái lưới dao nó càng bén, càng sắc. Đấy, mà giá đang là 139k thôi. Mọi người có chỉ cần thủ thủ này em này. Đấy, mà hai thì cả nhà mình lấy cái gì nhỉ? Cái bàn chải ấy. Cái này có bàn chải đấy. Nó quyệt thế này. Đấy, thế mọi người lại sử dụng tiếp cho em. Đấy. Và cái này mà mọi người sạc tầm khoảng 4-5 tiếng ấy, mọi người xài cho em cả tuần. Bởi vì cái này có phải không? Cái này nó 2 ngày, thường thường con trai của mình đúng không? Cánh đàn ông của bọn mình thì phải ít nhất là phải 2 ngày cào một lần. Nhưng bản thân em ấy, một ngày là phải cào rồi. Không phải để 2 ngày đâu, bởi vì là mình đi ra ngoài nhiều mà chả nhẽ để râu ria sùng xoài này đúng không? Nhiều người kiểu nhiều. Đây đây. Okay. Anh Giai đến rồi. Đây, anh Giai đã đến. Đây, cả đây. Đấy, cho nên là cái sản phẩm này là cực kỳ tiền lời luôn. Hello cả nhà, mình đã về. Em Giai, anh đã về với em Giai đây. Em Giai, nhớ anh Giai lắm, anh Giai ơi. Không, lúc anh sản phẩm đưa về đây rồi à? Em mic em hả? Sản phẩm mà lúc nãy Lan cầm. Anh Giai về rồi, sức mạnh của Hoàng đã lên 100% rồi. Đấy, anh cứ đem cả đồ về cho em Giai đây. Có quà đấy cả nhà nhá. Cả nhà mình cũng để view thả tim nha cả nhà ơi. Để view thả tim cho anh em mình bán nha mọi người ơi. Giá này 221k, hôm nay chỉ còn là 139k nha cả nhà. Cả nhà mình cũng để view thả tim lên mọi người ơi. Để view thả tim cho em Hoàng cả nhà nhá. Hôm nay có anh Tiến này. Tí nữa sẽ mời một ca sĩ đăng dí sẽ hát. Đấy. 132k, ôi trời ơi. 132k thì quá hời luôn cả nhà. Hôm nay đi chạy show mệt quá cả nhà. Đấy, nhưng mà kiểu gì thì kiểu vẫn phải về với cả em Giai nhà mình. Chứ sao nữa, cái gì đấy, cái này là cái gì đấy? Cái này là cái máy cào râu của cái số đây. Cái này hôm trước mà Hằng cào tóc anh đây đúng không? Đúng rồi anh Giai. Đúng rồi, cái sản phẩm này là hôm trước là ở trên phiên live của Hằng là bán cũng khá rất là nhiều. Và giá hôm nay là 139k đúng không? 39k, giá nếu biết của nó là 221k, hôm nay chỉ còn 139k thôi. Đấy, của anh Tiến vào là nó view nó lên hơn một tiền hơn là này. Bánh trung thu thì mà mọi người cứ chờ từ từ nhá, chắc chắn là sẽ là về trước cái ngày gọi là cái ngày rằm đấy, ngày rằm đây. Cái này sẽ sạc cho cả nhà nhá mọi người. Khi hết pin nhá thì mọi người đây, cái cắm cái dao sạc với em đấy. Đây ạ, lúc nãy sạc qua cái máy vào nước rồi mà giờ này mọi người thấy này vẫn sử dụng như thường, không gặp về vấn đề gì về hỏng hóc đâu mọi người nhá. Ok chưa cả nhà ơi, ok chưa đấy. 159k thì chỉ có thể lấy cái má vô chờ ở bên trái này. Ui, anh có mang cua về không? Có mang cua về. Một nát nữa là một số nhãn hàng nữa đang làm việc. Mình ở đấy mình cứ là phải làm việc đấy. Với cả một số nhãn hàng gọi là nông sản, một số nhãn là nông sản này còn ô cốp này của Đà Lạt đấy. Đấy thì là sẽ tí nữa là sẽ đem về đây, lúc ấy mình đi một mình đi bộ về đây là không bê được đấy, còn phải mượn cả cái điều để điều hàng về đấy. Anh Giai này là rất là nhiệt tình, một người rất là quan tâm luôn. Từ giờ đến lúc khoảng tầm 10 giờ đấy là nhãn hàng sẽ đến, lúc đấy là cái sản phẩm gì thì lúc đấy là mình sẽ nói sau. Đấy, đây là đang tùy vào các nhãn hàng đang ở trên kia đấy cả nhà nhá. Hai anh không về với nhiệt liệt. Ở chỗ Nương Đỗ thì cách cái nhà của anh em mình đây là khoảng tầm 300m thôi. 300m. Khoảng tầm 300m các bạn ạ. Thì lúc ấy mình lang thang bên đấy thì bây giờ phải về với cả Hoàng chứ ai nỡ lọc nào để em một mình. Đúng rồi. Thì... Đấy để anh sắp hàng nhá. Anh trở lại nhá. Ok Giai. Ui, cái này mọi người ạ, có lượt bán là 100.000 lượt bán đó mọi người nhá. Cho nên là lượt bán của nó là quá khủng, với độ uy tín của con này thì quá cực kỳ luôn. Không phải là 100.000 lượt bán là cái sản phẩm điều của nhà phải, mọi người phải đặt tiêu chuẩn, phải tin tưởng. Giá là 139k mà đấy. Một chiếc máy cạo râu 221k. Bao nhiêu? Giá niêm yết là 221k. Đấy. 221k mà. Nhưng mà hôm nay là mình là bởi vì là có cái TikTok hỗ trợ này, với là bên nhãn hàng là bên mình đã xin được cái deal là giá là 139k. Đấy.
giá là cực kỳ hời luôn. Lượt bán của nó là 100.000 lượt bán ở cả nhà. Có hai loại nhá. Một loại là loại to. Đây. Có mình không cầm đây. Có hai loại, một loại là loại to, một loại là loại nhỏ.